Trong 2 tuần nay, trung bình mỗi ngày, phòng khám hô hấp Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận trên 100 lượt bệnh nhi đến thăm khám, tăng gấp đôi so với trước đó. Các mặt bệnh phổ biến thường gặp thời điểm này là viêm mũi họng, viêm xoang, viêm phế quản, phổi, gây ra các triệu chứng như sốt cao, ho, chảy nước mũi, khó thở. Con tôi bị ốm, sốt, rồi sổ mũi, ho và có triệu chứng cả viêm họng nữa. Đưa cháu đến đây khám thì bác sĩ bảo là cháu cũng bị viêm đường hô hấp cấp. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn thì trẻ con có xu hướng ở trong nhà nhiều hơn, cửa chúng ta ít mở hơn và trẻ hoặc là người lớn chơi hoặc tiếp xúc với nhau trong một cái không gian hẹp. Thì đôi khi đó là cái sự tiếp xúc nó nhiều hơn thì dễ bị phơi nhiễm với các tác nhân nhiễm trùng nhiều hơn, ví dụ như virus, vi khuẩn, thì cái đó là một cái yếu tố nguy cơ. Cái thứ hai là thời tiết nó lạnh thì thường là không khí, cái độ ẩm nó xuống thấp. Khi độ ẩm xuống thấp thì nó sẽ làm giúp cho một số cái con virus hoặc con vi khuẩn nó phát triển tốt hơn. Và đôi khi mà thời tiết nó khô thì nó sẽ làm những cái cơ chế đề kháng, ví dụ như các cái vấn đề tế bào lông chuyển ở khu vực vùng mũi họng nó kém đi, thì nó giảm cái mức độ mà đào thải virus đi. Trẻ mắc bệnh tăng cao cũng kéo theo tỷ lệ trẻ nhập viện tăng khoảng 30%. Đây đều là những trường hợp đã có diễn biến nặng, phải điều trị tích cực. Thậm chí có những trường hợp phải hồi sức cấp cứu do trẻ quá nhỏ hoặc mắc các bệnh lý bẩm sinh khác. Đáng nói vẫn có những trường hợp tự ý dùng thuốc tại nhà, ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe của trẻ và khiến quá trình điều trị phức tạp hơn. Tự ý dùng các loại kháng sinh thì đôi khi là những cái trường hợp mà các trẻ bị nhiễm các đường bệnh lý về hô hấp do virus, thì dùng kháng sinh không những không có tác dụng gì trong điều trị bệnh mà còn gây ra những tình trạng đề kháng kháng sinh. Và một việc nữa đó là có những trường hợp mà các mẹ tự ý dùng thuốc và không phát hiện ra được những cái dấu hiệu bệnh nặng của con, thì dẫn tới khi mà đưa đến viện là trong những tình trạng rất là nặng nề. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, để phòng chống các bệnh về đường hô hấp trong thời điểm hiện nay, phụ huynh cần chú ý vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và tiêm phòng đầy đủ. Khi trẻ có triệu chứng bất thường, phải đưa ngay đến các cơ sở y tế để khám chữa kịp thời.